Video các bạn đang xem thuộc về bản Phước Lợi và toàn thể đội sứ giả rừng xanh Kansai. Trong video này, đội đã thả 37 rắn hổ chúa Barbie về với giới tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. 37 em hổ chúa Barbie này được đội ngũ sứ giả rừng xanh Kansai chăm sóc tốt nhất để chúng có thể dễ dàng thích ứng nhanh với môi trường ở đây.